Xin chào quý thầy cô. Bắt đầu từ cái video này thì chúng ta làm quen với lại các cái công cụ quản lý của hệ thống. Thì tôi sẽ giới thiệu với các thầy các cô công cụ đầu tiên là chúng ta sử dụng cái hệ thống chấm đạo văn Turn It In. Đối với lại các giáo viên dạy ngoại ngữ thì chúng ta thường xuyên ra các cái bài tập viết hay là yêu cầu sinh viên nộp tiểu luận. Và tôi nghĩ nếu như các thầy các cô mà biết khai thác cái công cụ này thì thực sự nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cái công tác đánh giá cái bài viết của Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái công cụ mà các thầy các cô đã quen rồi, phải chuyển sang tiếng Anh để cho nó dễ tìm các cái công cụ quen thuộc. Chọn là Turn Editing On. Đây tôi sẽ thử cho người học làm một cái bài tập luyện viết ngay cái phần sử dụng công cụ của hệ thống này. Thế thì việc đầu tiên tôi làm đó là Add Activity or Resource và tôi chọn cái công cụ này. Turn it in assignment. Giả sử như tôi đang dạy môn writing và tôi cần sinh viên viết một cái bài luận về việc là bạn thích sống ở thành thị hay ở nông thôn. Đó là thì tôi sẽ để một cái writing assignment. City noise versus life. Rồi cái phần summary ở đây thì có thể là chúng ta đưa cái yêu cầu của cái bài tập, chẳng hạn như là less than 500 words. Về discuss quan trọng nhất là cái phần submission time thì chúng ta chọn là text submission hoặc là chúng ta chọn file upload. Thường thì đối với cái dạng bài tập này thì tôi chỉ yêu cầu người học với là post cái đoạn text vào, cho nên tôi sẽ chọn là text submission. Rồi còn các cái setting khác thì tạm thời chúng ta không đụng đến. Xong xuôi rồi, bấm vào Save and Display. Rồi đó, sau khi tạo cái bài tập xong thì ra ngoài hệ thống chúng ta sẽ thấy cái bài tập nó như thế này. Thế bây giờ tôi thử mượn account của một người trong lớp để tôi nộp nhé. Tôi vào cái danh sách Participants. Đây cũng là cái công cụ thứ hai mà tôi xin. Ví dụ như tôi xin mượn tài khoản của Chris, đấy, tôi bấm vào. Khi mà các cô làm giáo viên á, thì mình có thể xem account của người học để biết các chi tiết như thế này. Và kéo xuống á, thì mình có thể bấm vào Log in as. Cái hệ thống nó cho phép mình làm cái việc này để giáo viên có thể kiểm tra xem khi mà người học á, cái báo là thầy ơi em không có làm được bài tập này, hệ thống không cho em làm cái bài tập kia, thì mình cần phải thử log bằng cái tài khoản của mình học xem nó như thế nào. Ví dụ bây giờ tôi dùng cái tài khoản của Chris và tôi giả sử như tôi là một sinh viên lười biếng
tôi không có tự viết mà tôi lên mạng tôi chép. Giờ tôi thử chép cái này vào và để kiểm tra hệ thống thì tôi cũng thử đánh vào một chút xíu đi. Myself. In rồi tôi bấm là add submission thì đấy, người học người ta sẽ submit lên hệ thống như thế này khi mà hệ thống báo là đã nhận được có như thể nút close đóng lại. Lúc này nếu như mà nhìn vào hệ thống thì thấy ở đây là có một cái bài nộp submission. Đây tôi đang là học viên. Đó là. Bây giờ tôi quay trở lại cái account của giáo viên. Rồi cảm ơn anh Chris cho tôi xem được cái demo cái tính năng vừa rồi. Rồi cái tính năng thứ hai á là chúng ta có thể tạo cái file upload. Ví dụ bây giờ tôi tiếp tục tạo một cái assignment mà cuối học kỳ sinh viên cần phải nộp một cái bài tiểu luận. Đây, final assignment. Và trong cái final assignment này sẽ đánh đơn giản thôi, phải sử dụng cho justy analysis final assignment. Thường thì chỗ này là cái chỗ mà chúng ta sẽ đưa cái hướng dẫn cái này vào. Đây tôi mới chọn file upload thay vì text submission và cũng bấm vào save and return to course. Đây, thì cái bài tập của tôi bây giờ trông nó sẽ như thế này. Và để kiểm tra thì tôi cũng sẽ thử vào cái công cụ Participants mượn account của một người học. Ví dụ như là tôi login vào bằng tài khoản của anh John. Và ở dưới cái administration này, chúng ta sẽ có cái công cụ là login as để kiểm tra xem hệ thống hoạt động như nào khi mà chúng ta dùng cái công cụ mà hôm qua là người học. Đấy, giờ tôi đang login bằng account John. John sẽ nhấp vào cái đường link như thế này. Và chọn công cụ submit paper. Tên là mình vào chẳng hạn John submission. Đây tôi mới thử lấy một cái file nào đấy đây tôi đã chuẩn bị sẵn bài essay nào đấy cái paper như này add submission.
Thì ở đây hệ thống báo là đã nhận được bài. Tôi đóng lại ở đây. Thấy có bài. Rồi, như vậy là người học đã nộp xong và như vậy chúng ta có được hai cái activities trong hệ thống. Thì bây giờ khi mà tôi log in vào trở ngược trở lại hệ thống với cái account là giáo viên của khóa học. Tôi mở vào cái final assignment. Thì bên đây này. Tôi sẽ thấy đây nó kiểm tra báo cho tôi ngay lập tức là cái file mà anh John vừa nộp đó, thì giống trên mạng đến 58%. Và nó cảnh báo màu vàng như thế này, tức là cái file này là có nhiều nội dung xếp từ trên mạng. Và khi tôi bấm vào cái file tôi mở ra tôi xem đó. Đây này. Tôi sẽ thấy được là nó giống ở những chỗ nào. Đây này. Đây đang ghi chú này. Chỗ này chép từ cái học đây.com. Rồi chỗ này đấy, tất cả những cái chỗ highlight này lên là những cái chỗ mà đã bị sao chép. Thầy có thấy công cụ này nó hiệu quả chưa? Rất hiệu quả. Đúng là chưa cần chấm, nhìn như thế này thôi là tôi thấy là bài này là đã phải reject. Rồi, bây giờ tôi thử cái text submission ở trên này này. Khi mà tôi vào mở xem cũng sẽ thấy tương tự như vậy, kiểu như Chris này. Lúc nãy tôi chép vào nó báo là giống đến 77%. Thì khi mà bấm vào để xem là chép ở đâu ra thì chỉ có mỗi câu cuối cùng tôi đánh vào như này thì thông báo là không phải cho tôi chép. Rồi như vậy đối với lại các thầy các cô mà dạy ngoại ngữ đó, mà các thầy cô cần kiểm tra xem là sinh viên chép ở đâu, không nhất thiết là dạy ngoại ngữ đâu, dạy các cái môn tiếng Việt nó cũng chỉ so sánh các tài liệu ở trên internet thôi mà, thì đây là công cụ hỗ trợ các thầy cô rất là đắc lực. Và tôi xin mời các thầy cô sử dụng thử xem nhé. Và xin cảm ơn.